Chúc mừng Man City ăn ba, Ferdinand bị sao trẻ MU chỉ trích là kẻ hai mặt. Sau khi Man City lên ngôi vô địch Champions League, một ngôi sao trẻ của Man United đã lên tiếng chỉ trích huyền thoại của quỷ đỏ, Rio Ferdinand vì đã chúc mừng đối thủ. Cụ thể, hậu vệ trẻ Brandon Williams, người không giành được vị trí chính thức dưới thời huấn luyện viên Eric Ten Hag đã gắn thẻ Ferdinand trên Instagram và nói, tôi cá là ông sẽ không chúc mừng nếu như ông còn là một cầu thủ. Hãy giữ nguyên đạo đức, sống hai mặt thật nhàm chán. Trong một chuỗi bài đăng trên Instagram cá nhân sau đó, Williams tiếp tục nhắm đến Ferdinand, ông không hề khen ngợi, đơn giản vậy thôi. Thật giả tạo. Man City đã trở thành câu lạc bộ thứ hai của nước Anh đạt được cú ăn ba sau khi đã lên ngôi vô địch Champions League dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, Williams đã nhắc cho những người hâm mộ đang vui mừng của Man xanh rằng quỷ đỏ mới là những người làm điều đó đầu tiên, Man United mới là người làm những điều đó ăn ba đầu tiên. Hỡi những kẻ theo sau. Khi bị những người hâm mộ Man City vào thể hiện sự phẫn nộ, hậu vệ trẻ này còn tỏ ra vui mừng và khiêu khích ngược lại, người hâm mộ của Man City vào xem Instagram của tôi hơn là xem phút giây lịch sử. Tôi thích điều đó. Nguyên nhân của những hành động này đến từ Brandon Williams là vì trước đó, Ferdinand đã hết lời khen ngợi Man City và huấn luyện viên Pep Guardiola khi ông bình luận trên kênh BT Sport, Pep sẽ mãi mãi là bất tử cho câu lạc bộ này, cho trận đấu Man City sẽ không ngủ quên trên chiến thắng vì điều đó đã được ông ấy đem đến cho đội bóng này ngay từ những ngày đầu. Điều đó thật đáng sợ với các câu lạc bộ khác. Thực tế có thể sẽ diễn ra đúng như những gì mà Ferdinand nói khi mà mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói rằng ông muốn giúp Man City vượt qua kỷ lục 14 chức vô địch Champions League của Real Madrid.